Tin giáo xứ lấy thiêu. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi và kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 27 tháng 5 năm 2018, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, ân ban qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, giáo xứ lấy thiêu tôn vinh Đức Mẹ qua cuộc rước kiệu mẹ vòng quanh khuôn viên thánh đường. Sau đó các em thiếu nhi, các đoàn thể, bà con giáo dân đều hướng về đài Đức Mẹ để cùng nhau hiệp lễ mừng Chúa Ba Ngôi do cha sở Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh cử hành. Cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm vượt trên sự hiểu biết của con người, đây là mầu nhiệm nền tảng của Hội Thánh. Qua lời giảng dạy của Chúa Giêsu, con người nhận biết Ba Ngôi hiệp nhất yêu thương, và khi người tín hữu làm dấu thánh giá là tuyên xưng mầu nhiệm Ba Ngôi Cha, Con và Thánh Thần. Mừng lễ hôm nay, mỗi tín hữu cũng được mời gọi sống tinh thần hiệp nhất yêu thương nơi gia đình của mình theo mẫu gương Ba Ngôi Thiên Chúa, để từ đó, trong sự giới hạn của bản thân, mỗi người mới có thể cộng tác vào công trình xây dựng một xã hội văn minh, một giáo hội bền vững. Xin Chúa Ba Ngôi chúc lành cho tất cả các tín hữu trên khắp các dân, các nước và đặc biệt cho giáo xứ lái thiêu ngày một vững bước trên con đường yêu mến, thánh thiện và an vui.